Kính thưa toàn thể nhân dân, đất nước đang tưng bừng rộn rã vào xuân, khắp dải non sông tươi đẹp của chúng ta đón chào năm mới Xuân Tân Sửu 2021. Hơi thở mùa xuân ngập tràn đất trời, mang lại nguồn sinh khí bất tận cho vạn vật, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới đã đến. Niềm vui ngập tràn của đất trời và lòng người trước những thành tựu to lớn của đất nước. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kiên trì, sáng tạo, dũng cảm, vượt qua và đạt được những dấu ấn lịch sử. Đại dịch COVID-19 bùng phát gây khó khăn, tổn thất lớn cho nhiều quốc gia trên thế giới. Cả nước ta căng mình chống dịch. Rồi bão lũ thiệt hại lớn về người và tài sản ở miền Trung. Nhưng chính trong khó khăn ấy, bản lĩnh trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của cả dân tộc Việt Nam lại được khơi dậy, giúp nước ta vượt bao trở ngại, đạt nhiều thành tích nổi bật được thế giới ghi nhận. Với phương châm tăng tốc và bứt phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn đạt 2,91%, mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, nằm trong top 10 quốc gia đạt tăng trưởng cao nhất thế giới. Quy mô kinh tế đất nước cũng đạt hơn 340 tỷ đô la. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam đạt hiệu quả cao với 2013 dự án được cấp phép trong năm 2020. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 19,1 tỷ đô la, lớn nhất từ trước đến nay. Giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh nhất trong giai đoạn 2011-2020. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục từng bước được cải thiện. Diện mạo đất nước từ thành thị đến nông thôn không ngừng đổi mới và khởi sắc. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm, triển khai đồng bộ, quyết liệt. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại tạo được nhiều dấu ấn thành công. Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41, tiến hành đàm phán ký kết thành công các hiệp định thương mại, tạo thêm cơ hội để đất nước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tích đạt được trong năm 2020 là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Kết quả đó chính là tiền đề, là cơ sở quan trọng để tạo đà và động lực cho đất nước tiếp tục viết nên những trang sử mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Quá khứ, hiện tại và tương lai đang hòa quyện tạo thành một động lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gương mặt đất nước của chúng ta càng rạng rỡ trong âm hưởng tuyệt vời và tiếng thơm lan tỏa từ thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thế nước đang mở, mang hùng khí của những chiến công năm xưa và chúng ta sẽ tạc dựng những mốc son mới trong công cuộc kiến tạo đất nước hôm nay. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cũng là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Công cuộc đổi mới của Việt Nam được bạn bè thế giới dõi theo từng bước với hy vọng
một dân tộc đã anh dũng đấu tranh giành độc lập tự do thì nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi mùa xuân lại nối thêm những nhịp cầu bắc tới tương lai. Kính thưa toàn thể nhân dân, thành phố thân yêu của chúng ta đón xuân về trong tiết trời ấm áp khi hoa lá đã đâm chồi nảy lộc. Chúng ta hân hoan nắm tay nhau chúc mừng đất nước, chúc mừng thành phố đổi mới toàn diện, chúc mừng bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2020 của thành phố Hải Phòng. Với chủ đề tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năm 2020, trong thành tựu chung của cả nước, thành phố Hải Phòng đã có những đóng góp quan trọng. Đảng bộ, quân và dân thành phố với sự nỗ lực cố gắng quyết tâm cao, phát huy truyền thống trung dũng quyết thắng, tinh thần năng động sáng tạo đoàn kết cùng với sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thiết thực của Trung ương. Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, vừa giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong năm qua, thành phố đã hoàn thành 12 trên 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,22%, gấp gần 4 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Xếp thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố, cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm 2019. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 15%, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,95 tỷ đô la, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 142 triệu tấn, thu ngân sách nội địa đạt 31.300 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 172.250 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ. Những dự án công trình hạ tầng giao thông lớn, đô thị, du lịch mang ý nghĩa chiến lược của thành phố được quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai khẩn trương và đưa vào khai thác sử dụng như nút giao thông Nam Cầu Bính, chung cư HH3, HH4, Đồng Quốc Bình, tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long, tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà, trung tâm thương mại Ion Mall. Đồng thời khởi công một số dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố như cầu Rào, cầu Dinh, cầu Quang Thanh, khách sạn 5 sao thuộc khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, công viên chủ đề Vin Wonder Vũ Yên, tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Grand Tower 37 tầng và cải tạo chỉnh trang các công viên cây xanh. Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm và tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Đáng chú ý, công tác điều hành ngân sách hết sức linh hoạt, chủ động, đạt hiệu quả cao. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng thành phố đã bố trí hàng nghìn tỷ đồng, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, bố trí vốn cho các dự án đầu tư công, xây dựng cải tạo nhà ở và tặng quà dịp lễ Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, thực hiện cơ chế hỗ trợ đèn chiếu sáng, gạch và xi măng để cải tạo chỉnh trang đô thị, dành 188,43 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hỗ trợ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh, dẫu gặp không ít khó khăn và trở ngại, nhưng với tinh thần đoàn kết sáng tạo cùng với khát vọng vươn ra biển lớn, Đảng bộ, quân và dân thành phố có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được trong năm 2020. Năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16 vừa diễn ra, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Hải Phòng. Dưới ánh sáng Nghị quyết 45 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 108 của Chính phủ và chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 45. Hải Phòng đang đứng trước những thời cơ vận hội to lớn để phát triển bứt phá trên mọi lĩnh vực.
bằng sức mạnh nội lực được Đảng, Nhà nước quan tâm, được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, vị thế của thành phố ngày càng được nâng cao. Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng phấn khởi tin tưởng bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với chủ đề đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh 91 mùa xuân. Trong chặng đường vẻ vang đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên biết bao kỳ tích vĩ đại, đem đến mùa xuân vĩnh cửu trường tồn cho dân tộc. Đó là nguồn động lực vô cùng to lớn thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi thử thách cam go, nắm bắt thời cơ, năng động, sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mừng xuân mới, Hải Phòng đang cùng cả nước bước vào thời kỳ mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít trở ngại khó khăn. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ thành phố thành một trung tâm kinh tế là pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng an ninh, đặt ra cho lực lượng vũ trang thành phố một vị trí mới với tầm cao mới. Vui xuân mới, lực lượng vũ trang thành phố luôn mài sắc ý chí chiến đấu, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tham gia phòng chống dịch COVID-19. Và trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố nguyện một lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Viết tiếp những trang sử truyền thống, trung dũng, quyết thắng của thành phố Cảng anh hùng. Trái tim ta rực sắc màu hoa phượng, ánh mắt người ta canh cảng biển Đông, vang vang tiếng kèn trung dũng quyên thắng, ơi đẹp tuyệt vời thành phố Cảng quê hương. Vui sao đầm quê tương bừng ánh điện, đời văn minh làng văn hóa nhiều thêm, giữa đêm đen ánh sao rơi rực sáng, tường pháo đài bay rừng giữa biển trời. Vui sao dòng người vào ra nhà máy, tiếng tre đập vai trường Nguyễn Bình Khiêm, cát bi kỷ cương càng hàng không hiện đại, tỏa sáng ngời bao trí tuệ Việt Nam, đội ngũ ta hòa cùng sông núi, giữ vững muôn đời cửa ngõ biển Đông, ca vang tên người con đường trên biển, tự hào biết bao ôi thành phố của mình đã rộng mở đường chính quy hiện đại, chiến sĩ Hải Phòng vững bước tương lai, ngày nối ngày thêm những chiến công, nhịp bước anh hùng nào thẳng hướng đi lên, nhịp bước anh hùng nào thẳng hướng đi. Toàn thể nhân dân, chỉ còn ít phút nữa, chúng ta sẽ chia tay năm Canh Tý 2020 để đón chào những giây phút đầu tiên của năm Tân Sửu 2021. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, chúng ta vui mừng được thưởng thức chương trình pháo hoa đặc sắc. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn thành phố đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Chủ đề chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa năm nay là Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Hải Phòng phát triển bứt phá. Chương trình được chia làm 3 phần. Phần 1, Mừng Đảng quang vinh, thời gian 5 phút.
bắt đầu là những loạt pháo hoa màu đỏ vút lên bầu trời, báo hiệu thời khắc chuyển giao sang năm mới. Những luồng ánh sáng như vầng dương chói lọi, tượng trưng cho ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường ta đi tới. Tiếp theo là những chùm pháo hoa như những bông hoa hướng dương, hoa cúc vàng, cúc trắng, lộc vừng cánh đỏ, hòa quyện vào nhau, tạo thành dòng ánh sáng tuôn chảy trên bầu trời, hòa lẫn với mưa bạc, mưa vàng như ý chí, niềm tin của toàn đảng, toàn dân, toàn quân vững đi theo đảng. Phần 2. Xuân về trăm hoa đua nở, thời gian 5 phút. Chúng ta sẽ được chứng kiến hàng vạn bông hoa đào, hoa mai đua nở giữa bầu trời thành phố với muôn sắc màu rực rỡ, cho ta một khung cảnh hoành tráng, liên tưởng đến sự đoàn kết, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế của thành phố trong những năm qua, tạo cho chúng ta liên tưởng đến sức sống mới, niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân thành phố, đánh bay dịch Covid-19, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đã và đang biến ước mơ vươn ra biển lớn của thành phố trở thành hiện thực. Phần 3. Hải Phòng bừng sáng mùa xuân, thời gian 5 phút. Trước mắt chúng ta là sắc màu rực rỡ như hàng vạn ánh sao, tạo thành những sóng vàng lấp lánh trên bầu trời của những bông hoa hồng, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa hướng dương, làm chúng ta liên tưởng đến tình yêu và những ước mơ khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta, và cũng là niềm tin vào một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Tin ở năm mới với những thắng lợi mới, những cách làm sáng tạo hiệu quả. Tin tưởng với những thành tựu kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ giành được trong năm 2021. Thành phố Hải Phòng sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kính thưa toàn thể nhân dân, tự hào được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân vui đón Xuân Tân Sửu 2021. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố, các lực lượng chức năng của thành phố và các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị để chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa đón mừng năm mới diễn ra đúng thời gian, vui tươi, an toàn tuyệt đối. Nhân dịp đầu xuân mới, xin kính chúc toàn thể nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.